Hồ Ngọc Hà chia sẻ về lần khóc trong ức chế khi được cầu hôn. Mới đây, trong một cuộc trò chuyện với siêu mẫu Minh Tú, Hồ Ngọc Hà lần đầu trải lòng về khoảnh khắc cô được ông xã cầu hôn vào năm 2020. Thời điểm đó, nữ ca sĩ gần như để mặt mộc và không ăn diện lộng lẫy như khi đi sự kiện hay diễn sân khấu. Hồ Ngọc Hà thẳng thắn nói, thường là phải đẹp mà lúc đó tôi thấy ghê quá, trời ơi. Cho tới tận bây giờ, cô cũng chưa từng xem lại đoạn video đó. Nữ ca sĩ hóm hỉnh cho hay, cô bật khóc vì hạnh phúc nhưng cũng không kém phần ức chế. Hồ Ngọc Hà kể, Hà cũng đi đẻ lần thứ hai nên kinh nghiệm cũng có chứ không phải ngáo ngơ. Hôm đó, mình đẻ xong được 2 ngày, đi lại được sơ sơ dù đau lắm. Hà cũng lết đi được chứ không đến mức phải ngồi xe lăn. Hôm đó, có hai cô y tá đã làm việc trước với ekip và chồng con Hà rồi. Chỉ có Hà và mẹ Hà là không biết, vì mẹ Hà mà biết là Hà cũng sẽ biết. Cô chia sẻ thêm về việc nghe nói bác sĩ sẽ có buổi nói chuyện giữa chồng và vợ để hai người hiểu nhau hơn. Cô rất đồng tình và đi cùng ông xã. Vì quãng đường xa nên Hồ Ngọc Hà ngồi xe lăn cho Kim Lý đẩy. Hồ Ngọc Hà nói với Minh Tú, Hà nghi rồi nhưng không bao giờ Hà nghĩ ông Kim cầu hôn mình ở thời điểm đó. Không một tí son phấn, đang trùi nước, cái mặt lại sưng. Ông Kim đẩy Hà mà mồ hôn trán đổ lập đập. Hà nghĩ là ổng phải có cái gì giấu mình, chứ không thể nào mà áp lực cỡ đó. Mới nhìn lên mặt ổng rồi nhìn xuống là thấy bong bóng, qua tùm lum. Hồ Ngọc Hà tự nhận bản thân là người khó khóc, nhưng khi thấy ông xã quỳ xuống, ba con Subel, Lisa, Leon đứng bên cạnh thì cô đã vỡ òa vì hạnh phúc. Hồ Ngọc Hà khẳng định, đây là lần đầu tiên tôi được một người đàn ông quỳ gối cầu hôn mình như vậy. Và tôi nghĩ rằng, tất cả điều này phải xuất phát từ tình cảm thật thì mới có thể chạm đến cảm xúc của mình như vậy. Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã nên duyên từ khi quay chung bài hát Cả Một Trời Thương Nhớ năm 2017. Từ đó, cặp đôi đồng hành với nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức tiệc cưới. Chính vì vậy, một đám cưới là điều được đông đảo người hâm mộ mong chờ. Nói về điều này, Hồ Ngọc Hà cho biết bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Làm một cái đám cưới nhỏ thì không ổn, mà làm to thì cũng không xong. Đó là lý do dù Kim Lý đã nhiều lần hối thúc tôi tổ chức một tiệc đám cưới, nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự. Tuy nhiên nếu sau này, Lisa và Leon đề nghị ba mẹ làm đám cưới, đó là lúc tôi sẽ tổ chức đám cưới cùng với chồng mình Kim Lý. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!